Đây cuối năm rồi à. Có một ít mặt sưu tầm, mặt dây chuyền cho các mệnh, sưu tầm cho mọi người, đặc biệt là có các em tuổi Ất Sửu nói rằng rồi năm tới hạn nặng quá đồ này kia, thì làm cái gì, có mua cái gì mà để có thể cải tạo khống chế được bức phong thủy. Thì đây anh có mấy cái mặt đá quan âm, mà tượng quan âm cho nữ mạng, đá thạch anh tóc vàng này đó, quá đẹp luôn. Đây là quan âm tượng thạch anh tóc vàng, đeo cái này thì hỗ trợ bản mệnh thổ sinh kim rất là tốt đẹp. Rồi những người mệnh Quý Sửu nữ mạng thì có thể cũng đeo mọc luôn cũng được này, sapphire xanh đó, này này đó, sapphire xanh đó, sapphire xanh đen. Đây là sapphire xanh đen này, cực kỳ đẹp, bọc vàng sắc sảo, rất là đẹp. Còn nam mạng này nếu mà Quý Sửu thì chắc là đeo đeo cái này này. Mấy tượng sapphire này thì rất mắc nha mọi người, đá không đã là 6-7 triệu rồi, vàng bọc nhiều nữa. Cái này tiền công của tiền vàng không mà 9 triệu mấy, 10 triệu rồi. Đây là một bức aquamarine này thì tuyệt vời, bức này của một chị đó, chị đeo với cái sợi dây chuyền vàng tới 7 chỉ lần, cho nên cần cả cây vàng, cho nên nó rất là đẹp. Hay là ruby cho người mệnh hỏa. Đợt này Tết mình có rất là nhiều mẫu mặt dây chuyền cho nữ mạng dịp Tết, mua để đeo để bảo vệ cái năm tới cho nó được suôn sẻ mọi chuyện. Dĩ nhiên mua của mình thì mình sẽ trì chú cho mọi người có tên tuổi ngày tháng năm sinh. Đây là một viên aquamarine nữa, một cái quan âm aquamarine khác rất là đẹp, mọi người thấy đá này hành thủy. Mọi người muốn mua thì cứ comment tên ngày tháng năm sinh của mình thì mình sẽ tư vấn cho. Đây là một cái tượng mắt hổ, tượng này thì đã có người đặt cho một người mệnh kim, ok, rất là đẹp. Cả nam nữ mọi người đều có tượng rất đẹp, riêng bên mình là về bọc vàng đá thì mình lựa rất là kỹ cho nên là rất đẹp mọi người. Các xem đây thêm một bức rất là đẹp luôn, ai muốn thì cứ inbox hoặc là gọi vào số 0964 905730, mình và anh trợ lý sẽ tư vấn cho mọi người rất là ok. Đây có một cái hồ ly dành cho người mệnh hỏa và mệnh thổ, đeo đá hồ ly thì mọi người đừng có sợ là đi quyến rũ chồng người khác hay là này kia. Đeo đá hồ ly thì cũng có thể là cho tốt đẹp ở trong các mối quan hệ làm ăn, xã giao, đi ra đường mình nói chuyện có tính thuyết phục nha, chứ không phải là đeo đá hồ ly thì chỉ đi dụ đàn ông đâu nha, mọi người đừng có hiểu lầm ạ.